cái tháng đã lắm, nhưng mà có điều á, cái này cái phụ sao nó hơi mềm, nó nảy hơi khó chịu. Phải siết nó dưới này nó mềm xèo, cũng y chang giống như cái xe kia. Dạ đúng rồi, nó nảy không à, nó không. Em siết cái compression. Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì cũng khá lâu rồi bọn mình mới tới cái đường giác thủ ở trong sân bay này để chạy lại, nhưng mà đường nó khá như là nhiều cây đó, các bạn thấy không, những cái cây nó nằm dưới đất, với lại nó tại vì lâu ngày không ai cắt á, có lẽ ít người đi cái đường này á nên là khó chạy, nhưng mà mình chỉ cố cắt thôi. Shit. Sớm hơn là nó đi thẳng không à. Cái khúc cua mà gắt á là mình phải gắt sớm hơn nữa, không thôi là xe nó sẽ đi thẳng. Rất là vui. Cô đứng rất là ngọt luôn. Trong những cái lợi thế của cái trượt trượt đó, mình vô cua ngọt lắm. Thôi là có thắng cái Shimano rồi, tốt. Đã quá các bạn ơi, lâu lắm rồi mình mới cải biến phê ở đây. Mình phải đi ngay kia. Dạ đúng rồi, mình phải đi đường kia mình mới nhớ được đường. Phê quá. Đi. Hình như là vô đây nè anh à. Em nhớ là vô đây xong đó là qua phải. Đúng rồi anh à, cái ổ đó này. Lúc trước mình đi có cái ổ đó. Đúng đường rồi. Rồi mình phê vô đây, rồi quẹo trái. Không, mình đi qua ổ đó luôn chứ.
Sẵn luôn anh à, dạ sẵn luôn á. Dạ đúng rồi, đi thẳng luôn anh à. Go.